Dạ vâng, lần đầu tiên số em gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới toàn thể anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền. Hôm nay số em lại làm một video test con Daily Q93 và con AT101 các bác nhá. Và em cũng kết nối luôn mà Bluetooth cho hai em này. Hai em này của hai bác ấy đặt chung nhau cùng một đơn này thì bên em luôn có quà tặng cho hai cho em một đơn và một hai loa nhé. Bên em sẽ tặng một cái thẻ nhớ hoặc một cái USB Bluetooth như để kết nối Bluetooth như này nhé. Đấy, bên em sẽ tặng một cái USB Bluetooth hoặc là cái thẻ nhớ giống như thế này trên một đơn hàng, anh em mua hai cái loa trở lên nhé. Số lượng thì có hạn thôi các bác nhé, các bác nhanh tay để được bên em tặng quà cho các bác. Thế thì trước khi để cho giao dịch có thành công và vui vẻ thì cho phép em chia sẻ cách thức mua bán hàng của bên em. Bên em thì là một đơn vị mua bán hàng online uy tín, luôn siêu code COD đồng kiểm tận nhà cho anh em. Quyền lợi của anh em khách hàng thì luôn là được kiểm tra và test hàng trước khi nhận nhé. Đấy, các bác kiểm tra thoải mái, đúng với sản phẩm của các bạn mua bên shop thì các bác phải trả tiền cho nhân viên bưu điện nhé. Thì không để các bác lại lâu, em xin phép đi vào chi tiết sản phẩm luôn. Đây là con Daily Q93 các bác nhé. Đây con Daily Q93 đời 2021 đây, bằng tiếng Anh rồi các bác nhé, không còn tiếng Trung nữa, tiếng Trung là mẫu cũ các bác nhé. Đấy, công suất của nó đây, các bác nhìn thấy đây, công suất 100W, pin của nó 2200mAh là tương đương với 10-13 tiếng nhé các bác. Đấy, rất là xịn sò, bỏ lên nguyên hộp đây rồi. Đấy, ở mặt trên thì dụng bằng tiếng Anh rồi nhé các bác. Mặt trên thì dụng bằng tiếng Anh rồi, giống như con AT101 kia rồi, rất giống nhau rồi. Và trên cái loa này thì là có cả chế độ ghi âm loa nhé các bác. Đây này, chế độ ghi âm loa này luôn. Đấy, rất là xịn sò, đường sạc 5V nhé các bác. Ok, đây là khe cắm thẻ nhớ, đây USB. Thì bây giờ em sẽ kết nối USB Bluetooth này vào là kết nối cho các bác thấy được sự khác biệt của những con loa đời mới, đời cao cấp nhất, âm thanh sẽ sống động. Đấy, các bác lấy một cái máy, các bác mở tìm lên tìm kiếm nhé, vào cài đặt, các bác vào phần Bluetooth nhé. Đây, vào Bluetooth đây. Đấy, kết nối luôn, đã kết nối xong nhé các bác. Bây giờ mình sẽ vào YouTube nhé, em sẽ hướng dẫn các bác vào YouTube tìm kênh của em nhé. Các bác tìm kênh của em thì rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần đánh số lo lần lọc như này thôi là nó lên luôn này. Đấy, số lo lần lọc đây các bác nhé, lên luôn. Đấy, rất xịn sò luôn. Đây, các bác ấn vào nút đăng ký này nhé các bác. Các bác ấn đăng ký và nhấn vào nút chuông này nhận thông báo tất cả giúp em nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã lại đăng ký kênh của em. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác vào tiếp tục xem kênh của em đây. Đấy, ok, rất là xịn sò rồi. Thì bây giờ anh em ta sẽ chọn một bài hát đi cho nó phấn khởi nhé. Một bài hát Bolero. Bolero remix luôn nha các bác. Các bác khi mà đã kết nối được rồi thì các bác phải ấn play nó mới chạy nha các bác. Các bác ấn play nó mới chạy này. Các bác ạ, âm thanh giống như ở trong ô tô luôn các bác. Rất là xịn sò luôn. Thế thì bây giờ em sẽ xin chi tiết tiếp theo con AT101 cùng đời nhé các bác. Đây là con AT101 cùng đời đây. Đấy, AT101 cùng đời các bác nhé. Đây, công suất model đây. Đấy, như công suất con này sẽ công suất và pin con này bền hơn các bác nhé. Công suất của con này tận 1800W các bác nhé. Và pin của nó tận 4000mAh nhé các bác. Tương đương với 15 đến 18 tiếng các bác nhé. Đấy, rất xịn sò, vỏ những nguyên hộp như thế nhé các bác, cũng mà sử dụng bằng tiếng Anh, cũng thể nhớ USB nhé các bác. Đấy, em kết nối USB Bluetooth luôn cho các bác thấy đây. Đấy, các bác cắm lên như này nhé, các bác bật nguồn lên. Đấy, chơi luôn, kết nối luôn. Nào,
cho nó chạy. Tiếp tục ấn vào đây chạy luôn. Vui say trong câu hát đấy các bác ạ, em đã vừa kết nối thành công một Bluetooth cho con Q93 và con 101 các bác nhé. Cái phụ kiện đi kèm của hai con máy này thì có những gì đây? Nó có một cái sạc các bác nhé, và một cáp sạc cho máy này đấy, và một cáp sạc cho điều khiển này các bác nhé, và một quả pin 5C như này của Nokia như thế này nhé các bác. Đây, quả pin 5C Nokia giống như này nhé đấy, và một túi đeo loa màu dàn di các bác nhé, đã được chia tiếng thoát tiếng lỗ thoát tiếng như này nhé. May rất thì cẩn thận và xịn sò nhé. Đấy, rất xịn sò luôn. Chắc chắn bền bỉ, rẻ, đẹp. Đấy, âm thanh sống động. Các bác nào đang xem video mà chưa có được sở hữu em nó thì hãy liên hệ với em bằng hai đầu số bên shop để ở phía biển bảng kia. Lát em sẽ để ở phía tiêu đề cho các bác nhé. Đấy, các bác hãy chia sẻ mạnh tay cho anh em bạn bè của bác đến shop để phục vụ anh em bạn bè của bác cùng các bác sớm nhất nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ shop nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé. Cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày săn bẫy hiệu quả.